Ok. Rồi ok, rồi bắt đầu. Rio năm nay nhiêu tuổi rồi con? Dạ con 8 tuổi rồi, năm sau 8 tuổi. 9 tuổi. Năm sau 9 tuổi hả? Tôi học lớp 3. Thì 8 tuổi học lớp 3 đó. Rồi ok, okay con, rồi, con vẽ cung hoàng đạo coi. Thích vẽ gì vẽ, không ai bắt buộc hết. Vậy chú nghĩ thì cung gì? Chú đâu có rành cung đâu. Chú đâu rành về cung đâu. Nếu mà con gì chọn sông ngư rồi cung cung hoàng đạo là có nhiều cung lắm hả con? Nhiều cung lắm. 12 cung. Thôi con vẽ một cung thôi. Thôi vẽ một cung thôi. Cung thứ mấy? Thứ nhất đi. Rồi. Con vẽ cung đình đi. Cung đình này. Là cung gì? Rồi đó, ok con vẽ cung chú thứ tư, con vẽ cung 4 đi. Cung Bạch Dương. Rồi, ok con, cung Bạch Dương. Ghê vậy. Vậy mà nãy giờ chưa có thấy bôi ghê. Thật lâu con mới bôi. Từ từ con mới bôi hả? Cái mày đó. Bắt đầu vẽ này khó mà. Con dê con cũng chưa gần lắm. Nóng quá hay sao mà con đổ mồ hôi dữ vậy? Giờ buổi trưa sao đứng gió rồi chứ. Mình tưởng tượng vẽ tốt quá thôi. Tưởng tượng của bạn. Mà ở lớp bạn con cũng không mộ con luôn. À. Tại vì ở lớp là con vẽ đẹp nhất, không ai vẽ bằng. Nhưng mà con chưa bao giờ vẽ kiểu này thử cho bạn coi. Ba Hải con vẽ cũng đẹp lắm. Anh Hải vẽ đẹp mà anh Hải. Vẽ con trùng quá lạ. Vẽ con trùng dễ lắm. Dễ lắm hả? Rồi, xong hả con? Rồi viết tên Hạo Nhiên ở dưới. Tặng chú Trung. Tặng chú Trung hả? Viết ký tên đàng hoàng như này đây nè, góc nè. Con viết ký tên. Thì con viết là Hạo Nhiên. Tên con là gì? Con tên là Rio. Rồi Rio, thích Rio thì con cứ viết là Rio. Xong. Bé Rio, con của anh Lý Hải, dễ tặng cho chú Trung cung Bạch Dương. Cậu ấy 8 tuổi, dễ rất là đẹp. Rồi, chạy đi. Và có chữ ký nữa.